Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu về cái thông tư số 80 năm 2021 hướng dẫn về cái nghị định số 126 năm 2020 và luật quản lý thuế của chúng ta. Thế thì trong cái phạm vi này thì chúng ta đã tìm hiểu một cái buổi hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu chương 1, chương 2 và chương 3 trong cái thông tư này. Vì cái thông tư này nó khá là dài, nó gần như hướng dẫn tất cả các cái quy định trình tự thủ tục trong cái quá trình khi mà chúng ta thực hiện công tác về kê khai tính thuế, nộp thuế. Thế chính vì lý do đó mà chúng ta cũng cần phải mất một vài buổi để chúng ta tìm hiểu từng phần một. Thế thì trong cái buổi hôm trước ấy, thì tôi đã cùng với phía anh chị chúng ta tìm hiểu được cái chương 1 là những cái quy định chung trong cái quản lý về thuế. Thế thì đến cái chương thứ hai thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về cái hội đồng tư vấn thuế cấp xã, phường, thị trấn. Trong thực tế thì ở cái phần này nó chính là cái hội đồng tư vấn để mà chúng ta thực hiện cái phần thu thuế khoán đối với các cái hộ kinh doanh. Thế và đến một trong cái chương quan trọng nhất, đó chính là cái chương mà kê khai tính thuế, phân bổ thuế và chúng ta cần phải nộp thuế. Thì trong cái chương 3 này, buổi hôm trước chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết ở trong cái chương này từng điều một, quy định cụ thể là cái gì. Thì trong thực tế, ở trong cái chương 3 này, khi mà chúng ta mà bỏ thời gian để chúng ta tìm hiểu ấy, thì chúng ta sẽ còn phải đi tìm hiểu cái phụ lục của nó, các cái biểu mẫu hướng dẫn để chúng ta kê khai chi tiết từng phần một. Đấy, ví dụ như là nhất là những anh chị em nào mà là mới bắt đầu làm về công tác về tài chính kế toán, đấy, hoặc là chưa rõ trong cái quá trình khi mà thực hiện kê khai, thì hãy cố gắng là dành thời gian để chúng ta tìm hiểu rất là kỹ về cái chương 3 này, cộng với cái phần phụ lục hướng dẫn của cái thông tư số 80, để mà từ đó chúng ta hiểu được rất rõ là từng cái sắc thuế một. Đấy, ví dụ như là buổi trước thì chúng ta đã tìm hiểu về điều số 13 quy định về việc là gì? Tính thuế, kê khai thuế, rồi là phân bổ thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì chỉ có một cái điều này thôi, nhưng mà để mà chúng ta tìm hiểu ấy, để chúng ta hiểu được rõ tất cả những cái vấn đề về cái công tác mà chúng ta thực hiện kê khai tính thuế, nộp thuế ở trong cái sắc thuế giá trị gia tăng. Đấy, thế thì nguyên một cái này thì chúng ta đã phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu rồi. Nghe thì có vẻ là khi mà chúng ta tìm hiểu, mà tôi cùng với anh chị tìm hiểu về văn bản ở đây, thì về cơ bản là chúng ta sẽ cùng nhau để mà đọc, phân tích, rồi biết được là gì cái việc mà chúng ta đang làm nó quy định ở đâu, và cái tinh thần chung quy định ở trong cái văn bản pháp luật nó là cái gì. Thế cho nên là gì, thường thường thì các cái buổi thứ bảy như thế này, tôi cùng với anh chị để mà chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu, để chúng ta xác định ra được là khi mà chúng ta thực hiện một cái báo biểu nào đó, chúng ta thực hiện một cái việc nào đó trong cái công tác về kế toán, về thuế, thì chúng ta biết được là cái văn bản pháp luật nó đang quy định ở đâu, những cái tinh thần chung, nguyên lý, đạo lý về vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng. Đấy, thì nó sẽ các cái loại thuế thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đấy, và đặc biệt ở trong điều 13 này thì quy định về thuế giá trị gia tăng. Tưởng chừng là đơn giản như vậy, thế nhưng mà trong thực tế thì kế toán cũng gặp phải sai khá là nhiều. Đấy, thì buổi trước tôi cũng có đã chia sẻ rồi, hôm nay tôi hệ thống lại một chút trước khi mà chúng ta chuyển sang cái chương thứ tư. Thế thì ở trong cái phần mà chúng ta kê khai thì trong thực tế là anh chị em mắc phải một vài cái sai lầm như này này. Cái thứ nhất đó là gì? Chúng ta tính thuế bị sai. Khi mà anh chị không nắm được rõ quy định của từng cái sắc thuế, rồi là phương pháp, cách thức để tính thuế. Đấy, mà khi mà chúng ta tính thuế sai thì nó rất nhiều những cái hệ lụy cho chúng ta trong công việc của chính bản thân và ảnh hưởng không nhỏ đến với doanh nghiệp. Đấy, thì đấy là tôi nói là cái đầu tiên về tính thuế. Nhá. Thì chúng ta cũng có cả một cái chuyên đề nói nguyên về luật thuế giá trị gia tăng, và tôi đã phân tích kỹ rồi, anh chị có thể xem lại ở trên cái trang kênh YouTube mà đã được up các cái video lên. Đấy. Thì đấy là tôi phân tích là cái nội dung thứ nhất là sai ở cái vấn đề liên quan đến tính thuế. Cái thứ hai đó là sai ở cái vấn đề liên quan đến kê khai. Kê khai sai cũng rất nhiều. Có rất nhiều những cái việc mà kê khai nó gây ra những cái tai họa cho doanh nghiệp. Đấy, ví dụ như là khai sai dẫn đến là gì? Nộp thuế thừa. Thế thì doanh nghiệp mà tự nhiên đi nộp thuế thừa thì điều đấy là một điều rất là vô lý rồi. Đấy, thì đâu đó có thể là gì? Lúc này chúng ta chưa gặp phải. Đấy, sau đó thì đến một cái lúc khác có thể đâu đấy chúng ta lại dính. Đấy, thế thì trong thực tế thì chúng ta vẫn thường xuyên gặp phải các cái vấn đề.
mà không phải là anh em mới bắt đầu đâu, mà trong thực tế ở trong doanh nghiệp, khi mà tôi đi tư vấn hỗ trợ các cái doanh nghiệp, tôi mới thấy là gì, nhất là những anh em rất nhiều năm kinh nghiệm rồi mà chúng ta vẫn gặp phải cái vấn đề là gì, chúng ta kê khai mà chúng ta vẫn không hiểu được cái quy định cụ thể, cái nguyên tắc mà chúng ta vẫn dẫn đến bị kê khai sai. Đấy, thế thì cũng xin thưa anh chị em rằng là gì, ở trong cái thông tư số 80 này rồi nó sẽ thay thế một loạt các cái thông tư hiện tại, đặc biệt là 156 đấy. Thế rồi nó sẽ được cập nhật lên cái phần mềm hỗ trợ kê khai. Thế tuy nhiên rằng khi mà chúng ta sử dụng trên một cái chương trình phần mềm thì chúng ta phải hiểu được là bản chất nó nằm ở đâu, nguyên tắc nó ở đâu, thì chúng ta vẫn phải vào văn bản của chúng ta đọc, để từ đó chúng ta làm chủ được tất cả các cái quy định để mà chúng ta tránh trường hợp bị khai sai. Thì ngay ở trong cái tuần này thôi thì tôi đang làm việc với hai cái doanh nghiệp thì nó đều cũng gặp phải những cái vấn đề khai sai rất là nhiều. Có những cái doanh nghiệp mà khai sai dẫn đến còn phải nộp hơn 1 tỷ đồng tiền thuế. Thế sau đó thì bị nộp thừa lại, cần phải đi đi thực hiện hoàn lại, thì nó rất nhiều những cái phiền lụy cho doanh nghiệp. Đấy. Cho nên là rất cần đối với các cái anh chị em mà khi mà chúng ta thực hiện trong cái công tác tài chính kế toán ở doanh nghiệp, thực hiện các cái vấn đề tính thuế, kê khai thuế, xác định nghĩa vụ thuế, phân bổ thuế để cho nó chính xác. Đấy, thế thì ở trong cái phần 3 này, trong cái chương 3 này này, nó có quy định chi tiết về khai thuế, tính thuế và phân bổ thuế, nộp thuế. Thì tôi cũng muốn anh chị rằng là gì? Trong cái phạm vi của lần đọc văn bản này thì tôi cũng chỉ dừng lại là khái quát như vậy thôi. Có thể tôi sẽ có một cái chương trình hướng dẫn chi tiết anh chị về vấn đề liên quan đến kê khai tính thuế, chi tiết phân tích từng cái phụ lục, thì cái đấy chúng ta sẽ để có lẽ là phải đợi sang năm sau. Tại vì từ giờ đến cuối năm chúng ta cũng gần hết thời gian rồi. Đấy, thế thì ở đây là anh chị lưu ý cho tôi là thuế giá trị gia tăng này, sau đó tất cả các cái sắc thuế, tất cả các cái sắc thuế. Đấy, ví dụ như tiếp nữa là tiêu thụ đặc biệt này, thuế tài nguyên này, đúng không? Thế rồi là thuế về môi trường này, bảo vệ môi trường này. Thế rồi tiếp nữa là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Thì thông thường thì anh chị em của chúng ta cũng chỉ xoay quanh ba cái thuế chính, đó là giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Thế còn đối với những anh chị em mà chuẩn bị cho các cái kỳ thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế thì anh chị cần phải dành thời gian để học hết các cái sắc thuế này, nó cũng không khó đâu. Chẳng qua ví dụ anh chị thường xuyên làm giá trị gia tăng thì anh chị sẽ quen thuộc, chứ không có nghĩa là giá trị gia tăng nó sẽ dễ hơn ở các cái thuế khác. Đấy, thì ở trong cái chương 3 mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu thì nó cũng là một trong những cái chương khá là quan trọng, thì tôi cũng muốn nhắc lại để anh chị trước khi mà chúng ta sang cái chương 4, đó là anh chị cần phải nắm được rất rõ để chúng ta tính, kê khai, phân bổ và nộp thuế ở trong doanh nghiệp của chúng ta đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Những cái gì mà chưa rõ thì cần phải bỏ thời gian tìm hiểu hoặc là tham vấn trên nhóm của chúng ta, những anh chị em có kinh nghiệm chia sẻ, để từ đó chúng ta thực hiện đúng cái công tác kê khai, tính thuế, nộp thuế ở doanh nghiệp. Thế và hôm nay thì tôi tiếp tục chia sẻ với anh chị, đó chúng ta vào cái chương 4, đó là gì, xử lý về cái tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt. Thế thì khi mà chúng ta thực hiện ở trong doanh nghiệp ấy, nếu như mà chúng ta tính thuế, khai thuế mà không đúng thì chúng ta sẽ bị một cái chế tài, đó là chúng ta sẽ phải bị tính cái tiền phạt chậm nộp. Đấy, thế thì ở trong cái chương số 4 này nó sẽ có quy định cho chúng ta là một số những cái căn cứ để từ đó chúng ta mới biết được là khi mà chúng ta thực hiện ở trong doanh nghiệp ấy là chúng ta tránh những cái trường hợp này. Nó còn có cả một cái nghị định 125 nó quy định về các cái chi tiết về các cái hành vi mà chúng ta bị sai thì chúng ta sẽ bị phạt chế tài như thế nào. Thế còn trong cái phạm vi của cái phần này thì sẽ chỉ nói lên cái phương pháp để mà chúng ta biết được là cái xử lý đối với cái tiền chậm nộp thuế là như nào, cái căn cứ, cái trình tự, các cái thủ tục mà chúng ta thực hiện như thế nào. Đấy, thế còn cái nghị định số 125 thì tôi cũng đã đọc và cập nhật trên trang kênh YouTube rồi, và cũng có cái văn bản ở đây
anh chị hoàn toàn có thể mở ra để xem lại. Thì có một cái điểm rất là quan trọng đối với chúng ta, những anh chị em mà làm trong ngành nghề, thì anh chị cũng có một điểm lưu ý là gì? Để mà chúng ta không bị phạt ấy, thì chúng ta mở cái văn bản ra, chúng ta xem là gì? Ở trong cái quy định thì những cái hành vi nào bị phạt, cụ thể là phạt bao nhiêu tiền. Thế mà khi mà chúng ta bị phạt và phạt bao nhiêu tiền ấy, thì chúng ta tránh cái phần đấy ra. Khi mà chúng ta biết thật ra tất cả những cái vấn đề liên quan đến rủi ro nói chung, chứ không nói gì trong ngành về tài chính kế toán, là bắt nguồn từ cái việc mà chúng ta không biết cái việc đó, cho nên chúng ta bị vi phạm, kể cả trong kinh doanh, trong tất cả những mọi cái vấn đề mà chúng ta bị rủi ro ở trong cuộc sống, thì chẳng qua là vì chúng ta không biết cái điều đấy, chúng ta không tránh. Thế và đối với ngành nghề của chúng ta thì chúng ta cũng phải xác định như vậy, đó là làm thế nào để chúng ta làm chủ được. Thì anh chị lưu ý là gì? Chúng ta hãy dành thời gian tìm hiểu những các cái hành vi của chúng ta bị phạt. Mà khi chúng ta biết một cái hành vi đấy của chúng ta, khi mà chúng ta sai phạm và chúng ta bị phạt là phạt bao nhiêu tiền. Mà khi mà chúng ta đã biết chắc là chúng ta bị phạt bao tiền rồi, thì chúng ta sẽ không còn, chúng ta tránh cái phần là phạt đấy ra. Mà nếu không may chúng ta có dính phải, thì chúng ta không có quá hoảng hốt, chúng ta biết rằng à, cái việc đấy của chúng ta nếu như mà bị sai phạm thì bị phạt bao tiền. Đó, thế thì cái điều đó là điều rất là quan trọng. Từ những cái nội dung đó nó mới hình thành nên cho được cái bản lĩnh nghề nghiệp của chúng ta. Đấy, trông thì thế thôi, nhưng mà để hình thành được bản lĩnh nghề nghiệp của chúng ta, nó phải trải qua rất nhiều năm tháng, không tự nhiên có được. Thực tế là do chúng ta tìm hiểu kỹ, chúng ta nắm được quy định văn bản pháp luật, chúng ta cọ sát với công việc thực tế, chúng ta được thực hiện công việc rất là nhiều lần làm đi làm lại. Đấy, thì dần dần rồi chúng ta biết à, cái việc đấy, cái ranh giới giữa cái quy định sai phạm của chúng ta. Đấy, thế thì từ đó chúng ta sẽ có bản lĩnh của nghề nghiệp. Thế thì đến với cái chương 4 này, thì chúng ta vào cái điều số 21, đó là xử lý đối với các cái việc mà chậm nộp tiền thuế. Thì có một cái điểm đó là gì? Khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ một cái sắc thuế nào, thì chúng ta phải xác định được cái thời điểm mà chúng ta cần phải tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế. Trong từng cái sắc thuế một, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, đấy, hay là thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu, vân vân, tất cả các cái sắc thuế thì nó đều có quy định là cái thời điểm mà chúng ta cần phải xác định để tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế. Thế vậy thì cái sai phạm của chúng ta ở đây đó là gì? Là tính sai cái thời điểm. Khi mà chúng ta tính sai cái thời điểm thì dẫn đến là gì? Cái tiền mà chúng ta nộp vào ngân sách nó bị chậm. Mà khi cái tiền mà chúng ta nộp vào ngân sách bị chậm thì quy định của luật pháp là gì? Nó công bằng với tất cả mọi người nộp thuế, tất cả các tổ chức cá nhân người nộp thuế. Là khi mà định nghĩa quy định trong luật là đến thời điểm đó chúng ta cần phải kê khai tính thuế, nộp thuế. Còn nếu như khi mà chúng ta không tính đúng cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ phải phải thực hiện tính cái tiền chậm nộp. Đó, thế thì anh chị nắm cho tôi được cái đoạn này. Đó là gì? Ví dụ như là ngoài cái chuyện mà chúng ta tính sai, ví dụ sai thuế giá trị gia tăng. Dần bây giờ ấy, truyền thông rất là nhiều, anh em chúng ta, anh chị em chúng ta nắm các cái vấn đề này nó khá là rõ. Nhưng mà đâu đó vẫn có những anh chị em, nhất là những anh chị em mới ra trường, mới bắt đầu vào nghề, thì anh chị em vẫn chưa nắm được hết cái vấn đề đó. Cho nên là gì? Cần phải xác định, mà khi mà chúng ta xác định để chúng ta thực hiện, chúng ta phải cân đối giữa ví dụ giá trị gia tăng là gì, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, xác định ra được số thuế phải nộp. Vậy nếu như khi mà chúng ta thực hiện cái đầu ra của chúng ta đến cái thời điểm mà chúng ta phải xuất hóa đơn, thì chúng ta phải xuất hóa đơn để từ đó căn cứ để tính thuế. Đấy, thì cái sai phạm là gì? Là chúng ta đến lúc mà chúng ta theo quy định của luật là phải xuất hóa đơn thì chúng ta vẫn chưa xuất hóa đơn, thì đấy là hành vi mà chúng ta bị chậm nộp. Thế rồi tương tự như vậy đối với các cái thuế khác, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp hoặc bất kỳ một thuế nào khác. Đó. Thế vậy thì khi mà chúng ta tính thuế không đúng thời điểm thì chúng ta bị phạt tiền chậm nộp. Đấy, thì đấy là tôi cũng xin phân tích cái ý đầu tiên ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Thế thì toàn bộ tất cả các cái khoản tiền chậm nộp khi nộp vào trong ngân sách nhà nước
thì chúng ta đều bị tính cái tiền phạt chậm nộp, để từ đó công bằng với người nộp thuế đúng thời điểm và cái người mà nộp thuế xác định sai thời điểm, chậm hơn theo quy định. Đấy, thế ở đây nó còn có một cái câu hỏi trong thực tế này. Thế vậy thì trong luật có quy định là nộp thuế sớm hơn quy định không? Tôi đã gặp phải một câu hỏi như thì thường ở trong luật là gì? Tất cả mọi người chỉ hỏi là gì? Vậy thì em tính thuế như này có bị chậm theo quy định hay không? Thế nhưng mà tôi đã nhận được một cái câu hỏi là gì? Vậy thì khi mà doanh nghiệp ấy nộp thuế, xuất hóa đơn và tính thuế, nộp thuế trước cái quy định thì có bị phạt không? Mà có vi phạm gì không? Thì thực tế là trong luật không có quy định và không cấm. Đấy, chỉ có xác định là cái thời điểm như vậy thôi. Thế nhưng mà cũng có những cái doanh nghiệp, đây tôi lấy ví dụ như thế này. Đấy, bây giờ tôi ký một cái hợp đồng về vấn đề là xây dựng. Đó, theo định nghĩa xây dựng thì đến cái mốc thời điểm A, thời điểm B này thì tôi mới thực hiện để xuất hóa đơn tính thuế. Thế nhưng mà do cái thỏa thuận ở trong cái hợp đồng đấy, do hai bên thống nhất với nhau và tôi đã xuất cái hóa đơn sớm hơn để tôi kê khai tôi nộp thuế, thì cái vấn đề đó nó có bị sai phạm hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì nó không có cái sai phạm gì cả. Thế nhưng cũng đã có những cái doanh nghiệp bị cơ quan thuế hỏi mà giải trình mà cũng cảm thấy khó khăn cho cái vấn đề là gì. Khi mà tôi thực hiện tôi nộp thuế, tôi kê khai tôi xuất hóa đơn sớm hơn so với quy định, đấy, thì cái hành vi đấy nó có phạm pháp không? Thì nó không có cái gì là phạm pháp cả. Tuân thủ nghĩa vụ thuế, trừ có những cái trường hợp mà có các cái chủ đích gì đó có tính chất gian lận hay có cái gì đó khác mà vi phạm quy định các luật khác. Thế còn đối với các liên quan đến thuế thì chỉ có quy định là gì? Sai cái thời điểm chậm nộp thuế thôi. Đó, thì đấy thì tôi xin phân tích cái điều thứ nhất. Đó là trong cái quy định của thuế thì cái thứ nhất là cái tiền phạt chậm nộp. Cái thứ hai đó là cái tiền phạt vi phạm về hành chính. Thì các cái lỗi vi phạm hành chính thì nó sẽ có các cái khung quy định chi tiết. Ví dụ chậm nộp tờ khai là bị phạt hành chính. Tất cả cái vấn đề khác thì nó quy định về phạt hành chính. Thì trong thuế nó chỉ có phạt là phạt thứ nhất là phạt là gì? Kê khai tính chậm. Cái phạt thứ hai đó là hành vi khai sai dẫn đến chậm số thuế phải nộp mà khi cơ quan thuế và thanh tra phát hiện thì sẽ bị phạt. Thì còn cái phạt nặng nhất là cái phạt mà gian lận, sử dụng hóa đơn công ty bất hợp pháp, có những cái hành vi trục lợi ở trong điều đó thì phạt rất nặng, phạt từ 1 đến 3 lần mà có thể lên tới các vấn đề là còn hình sự. Thì đấy là những cái Vừa nhắn vấn cho chị đề, đây. Vừa nhắn chị sau. đấy là những cái vấn đề mà chúng ta lưu ý trong cái quá trình khi mà ở trong doanh nghiệp của chúng ta. Thì tại làm sao mà chúng ta lại cần phải xác định và chúng ta cần phải làm chủ rất rõ trong vấn đề này. Đấy, ở trong cái chuyên đề mà xây dựng tổ chức công tác kế toán và quy trình kiểm soát về tài chính kế toán và thuế thì tôi luôn luôn có đưa ra một cái chuyên mục, đó là tra cứu văn bản pháp luật để xác định được đối với cụ thể từng trường hợp của doanh nghiệp thì doanh thu của doanh nghiệp đấy thì thời điểm nào là thời điểm chúng ta cần phải tính thuế, kê khai và nộp thuế để tránh trường hợp khi mà chúng ta vi phạm vấn đề này. Thì đấy là tôi xin phân tích cái nội dung thứ nhất. Ngoài ra thì nó đến cái điểm thứ hai, đó là trình tự thủ tục và các hồ sơ để thông báo cái tiền chậm nộp. Thì cái trong cái vấn đề này thì có cả cái vấn đề hướng dẫn cho cơ quan quản lý của nhà nước. Đấy, khi cơ quan quản lý nhà nước khi kiểm tra cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì cần phải xác định ra là những cái vấn đề mà khi mà doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục mà tiền chậm nộp thì do kê khai nộp chậm nộp hoặc là đã kê khai rồi nhưng mà nộp thuế chậm. Đấy, thì nó sẽ cơ quan quản lý thuế sẽ có trách nhiệm và đốc thúc tất cả các vấn đề đó để mà thực hiện hoàn thành nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước. Tiếp nữa đó là gì? Ngoài các cái vấn đề mà trong quá trình khi mà chúng ta thực hiện ấy, thì chúng ta sẽ vẫn có được những cái trình tự để thủ tục để mà chúng ta được 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 miễn tiền chậm nộp hoặc là được quyền chậm nộp. Ví dụ như trong trường hợp hiện tại của chúng ta đang gặp phải Covid thì nó có những cái quy định cụ thể để chúng ta trong trường hợp nào thì chúng ta được chậm nộp các cái tiền đó thì nó không bị tính các cái tiền phạt. Thì cái này nó tùy theo từng trường hợp cụ thể, nó có quy định. Đấy, thì từ đó nó cũng mang lại công bằng cho tất cả doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế trong trường hợp nào thì để chúng ta được thực hiện cái vấn đề này. Thế và các cái thủ tục hành chính đó thì các bạn sẽ được
kiểm tra hướng dẫn cụ thể ở trong từng các cái trường hợp. Đấy thì tôi chỉ có phân tích ở trong cái tinh thần quy định của luật. Thế còn khi mà xử lý các cái vấn đề liên quan đến các cái phần tiền mà nộp chậm, hay là tiền xử lý các cái tiền thuế mà bị phạt, hay là cái tiền nộp thừa. Đấy, thì trong cái trường hợp mà nếu như trong doanh nghiệp của chúng ta mà nộp thừa thuế có nhiều ạ, do chúng ta kê khai chúng ta tính nó không đúng, thì xử lý các cái tiền thuế, tiền chậm nộp hay là tiền phạt hoặc tiền nộp thừa. Thì tất cả những cái vấn đề mà khi mà chúng ta chậm nộp, chúng ta nộp thiếu, tất cả những vấn đề đó thì người nộp thuế phải có nghĩa vụ để hoàn thành với ngân sách nhà nước. Thế còn trong trường hợp nộp thừa thì chúng ta một lát nữa sang cái phần hoàn thuế và xử lý các cái phần tiền nộp thừa. Thì tôi sẽ phân tích anh chị là chúng ta được chuyển từ cái phần nộp thừa của cái thuế này sang cho cái thuế khác. Đấy, hoặc là được bù trừ trong trực tiếp để cho các cái kỳ tiếp theo sau. Đấy, hoặc là chúng ta cần hoàn lại các cái khoản tiền đó. Đấy, thì tất nhiên là thì các cái thủ tục mà để chúng ta hoàn lại thì nó khá là phức tạp. Cố gắng là chúng ta thực hiện trong cái quá trình khi mà anh chị em thực hiện ấy, thì cũng lưu ý là tránh trường hợp những các cái sai phạm như vậy. Nộp thừa rồi xong rồi đi hoàn lại nó vất vả lắm. Rõ ràng là tiền của chúng ta, tiền của doanh nghiệp, tiền của người nộp thuế, nhưng mà các cái thủ tục hoàn để lấy cái tiền từ ngân sách ra thì đương nhiên là gì, phải tuân thủ rất chặt chẽ quy định của pháp luật hiện hành, để tránh những cái trường hợp trục lợi cá nhân và gây thất thoát. Đấy, thì ở trong cái phần số chương 4 ấy, thì tôi cũng muốn nói với anh chị một điều, đó là gì, các cái vấn đề liên quan đến cái việc mà khi mà chúng ta kê khai. Chương 3 là kê khai. Mà nếu như có các cái vấn đề mà kê khai bị sai, các cái hành vi kê khai tính thuế, nộp thuế bị sai, hoặc là nộp tiền thuế chậm, thì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm là thực hiện về cái việc mà chúng ta bị nộp phạt tương ứng với những cái nội dung như vậy. Thế thì tôi xin kết thúc cái chương 4 ở đó. Và chúng ta sẽ vào cái chương 5, đó là thủ tục về hoàn thuế. Trong quy định của luật quản lý thuế, thông tư số 80 năm 2021 dự kiến sẽ có hiệu lực, nghĩa là có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, và nó sẽ thay thế các cái thông tư hiện tại. Thế thì trong cái chương 5 này nó sẽ quy định về các cái thủ tục hoàn thuế. Thế thì mọi người hỏi là hoàn thuế dễ hay khó, thì thực tế ra tất cả mọi thứ nó đã có quy định lược hóa trong cái quy định của văn bản pháp luật rồi, thì nó không có cái gì khó hay dễ cả. Chẳng qua là cái việc mà chúng ta đã làm quen hay chưa thôi. Khi nếu anh chị thực sự mà thành thạo quen mà biết được hết rồi thì trong luật hướng dẫn rồi, nó chẳng có gì quá khó cả. Thế tuy nhiên là trong một cái trường hợp mà nó do cái tính chất như này, là cái việc mà hoàn thuế đó là gì, ngân sách của nhà nước phải hoàn trả lại cho người nộp thuế, thì các cái thủ tục được quy định rất là chặt chẽ. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau vào. Thứ nhất là hoàn thuế theo cái quy định của pháp luật về thuế, với cái điều số 27 nó quy định về các cái trách nhiệm của cái cơ quan để xử lý về các cái thủ tục về hoàn thuế. Đấy, thì ở đây ví dụ như là gì, chúng ta có hoàn thuế này, các trường hợp này. Thứ nhất là hoàn thuế về giá trị gia tăng, có một loạt các cái thuế mà chúng ta hoàn thuế giá trị tăng này, hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt này. Đấy, rồi là hoàn thuế để mà theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần này, rồi một loạt các cái thuế khác. Đấy, thế thì trong các cái trường hợp mà doanh nghiệp nằm trong cái điều kiện để đủ được hoàn thuế giá trị, được hoàn các cái loại thuế, và cụ thể ví dụ như hoàn thuế giá trị gia tăng, thì hoàn thuế giá trị gia tăng thì nó cũng có một trong các cái trường hợp, ví dụ như là hoàn khi mà doanh nghiệp xuất khẩu thì VAT đầu ra bằng không, toàn bộ VAT đổ vào sẽ được hoàn. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lập được một cái hồ sơ để chúng ta chứng minh, chúng ta giải trình, chúng ta phân tích toàn bộ các cái hàng hóa đầu vào nó tương ứng phù hợp với đầu ra, mà nó thực sự phục vụ cho mục đích hoạt động kinh doanh của hàng hóa để mà thực hiện xuất khẩu, thì chúng ta sẽ được hoàn.
Thế nhưng mà tại sao trong các cái doanh nghiệp lại gặp phải nhiều vấn đề khó khăn như vậy trong quá trình khi thực hiện hoàn? Đấy, bởi vì nó cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc quy định của pháp luật rất chặt chẽ. Cũng phải nói thực là gì, ngay kể cả kế toán hay là cán bộ quản lý thuế đều là những người rất là sợ làm cái vấn đề này. Bởi vì cái thủ tục nó rất là chặt chẽ, cho nên là anh chị hay gặp phải rất nhiều những cái vướng mắc ở trong cái đoạn này. Thế ví dụ như thế thì tôi phân tích về thuế giá trị gia tăng thì nó chỉ có một số các trường hợp hoàn như này thôi, tức là hoàn xuất khẩu này. Thì xuất khẩu định nghĩa thế nào xuất khẩu, mà tại sao thuế giá trị gia tăng khi mà hàng hóa xuất khẩu thì lại được hoàn thuế giá trị gia tăng? Đấy, thì cũng dừng lại phân tích một chút là bản chất ấy, đó là một cái chính sách khuyến khích của chính phủ, của nhà nước là bán cái hàng hóa ra nước ngoài để thu hút được ngoại tệ về, để nó cân bằng cán cân thanh toán. Thế chính vì lý do đó mà các cái trường hợp nó cụ quy định cụ thể. Đấy, thì khi mà cái thuế suất giá trị gia tăng đầu ra bằng không thì toàn bộ đầu vào chúng ta được hoàn. Đấy, thì đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là gì? Doanh nghiệp có cái dự án đầu tư mà thực hiện cái dự án đầu tư đấy thì nó có cả một cái giá trị đầu tư lúc ban đầu rất là lớn. Thế cho nên nó sẽ có cái VAT đầu vào phục vụ cho dự án đầu tư. Sau đó thì được hoàn cái thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư. Vậy hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư khó hay dễ? Thì thực ra hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư là khá khó. Nó một loạt tất cả các cái điều kiện, giấy tờ pháp lý để chứng minh cho cái dự án đấy, tất cả mọi vấn đề nó không gặp bất kỳ một cái vướng gì, tuân thủ theo quy định pháp luật hiện nay, thì cái VAT đầu vào để phục vụ dự án đầu tư nhà nước sẽ hoàn trả lại. Thế mà trong thực tế, khi mà chúng ta, những anh em của chúng ta cùng trong ngành nghề về tài chính kế toán, có thể là cái sự trải nghiệm chưa tới, chúng ta chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì có rất nhiều những doanh nghiệp không hoàn được. Có thể là thiếu trong thủ tục đầu tư, trong cấp phép xây dựng, có thể là thiếu hoặc sai sót trong quá trình khi mà thực hiện kê khai hệ thống sổ sách. Có rất nhiều những cái lý do mà có rất nhiều các cái doanh nghiệp sau đó thì không hoàn được, mà để cái thuế đấy để khấu trừ, mà khi mà đầu tư hàng trăm tỷ đấy, hàng trăm tỷ, hàng nhiều trăm tỷ vào trong một cái doanh nghiệp thì đến bao giờ để phát sinh doanh thu để khấu trừ hết đấy, mà trong khi đó là tiền của doanh nghiệp vẫn phải đi vay ngân hàng, vẫn phải vay lãi, vẫn phải rất nhiều khó khăn, mà theo bản chất thì cái tiền đấy quy định của luật pháp là hoàn toàn chúng ta có thể được hoàn về, nhưng chỉ do những cái sai sót ban đầu mà chúng ta có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề liên quan đến hoàn. Rồi có một loạt các cái trường hợp khác nữa. Đấy, thì trong hoàn thuế giá trị gia tăng có thể là hoàn do sử dụng về cái nguồn vốn ODA, đó, tài trợ thì chúng ta có thể được hoàn. Đấy, thì khi mà chúng ta trong doanh nghiệp nếu như có phát sinh những vấn đề này thì anh chị cố gắng là hãy tìm hiểu kỹ ngay từ ban đầu, hãy liên hệ với các nhà tư vấn, làm việc với cơ quan thuế để có được những cái hướng dẫn chặt chẽ bài bản ngay từ ban đầu, để tránh những cái vấn đề mà chúng ta gây phải những cái khó khăn khi mà chúng ta thực hiện. Thế còn tôi cũng không nói khó, tôi không nói dễ, thực tế thì nó là khó thật. Thế những cái sai của chúng ta rất nhỏ mà nó có thể gây đến những cái thiệt hại cho doanh nghiệp. Tương tự như vậy thì đối với một loạt tất cả các cái thuế khác đấy, thì chúng ta tùy theo từng trong cái doanh nghiệp, ví dụ như là tiêu thụ đặc biệt đó, các cái thuế khác, quan trọng nhất là cái số thuế mà chúng ta được hoàn về thì nó sẽ có, nó là bao nhiêu tiền, nó trọng yếu hay không, là nó phụ thuộc vào cái quyền lợi của chúng ta trong đấy, tổng số là bao nhiêu tiền đó. Thế thì khi mà kiểm tra toàn bộ các cái hoàn thuế này thì chúng ta nộp hồ sơ lên và cơ quan thuế sẽ thụ lý cái hồ sơ đó và thực hiện hoàn, thì nó có cái chung cái trường hợp là gì, kiểm tra trước cho hoàn sau. Thế và đối với cái trường hợp mà doanh nghiệp đã được kiểm tra lần đầu tiên rồi, được hoàn rồi, thì lần thứ hai thì để mà cho nó tạo điều kiện nhanh thì cho trường hợp là gì, doanh nghiệp tự hoàn thiện tất cả hồ sơ sau đó thì hoàn trước, xong sau quay lại kiểm sau. Trong thực tế thì hoàn thuế là gì, đối với doanh nghiệp của chúng ta là chúng ta nộp lên cơ quan thuế thì trừ một số các cái, ví dụ như là các cục thuế Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, rồi là
Đấy, thì một số các cái cục thuế đó cho phép là các cấp chi cục ở dưới được quyền kiểm tra sau là trình lên cục thuế để mà có cái quyết định hoàn trả về cho ngân sách, à, hoàn trả về cho người nộp thuế. Thế còn lại ở các cái tỉnh thành khác thì toàn bộ các cái thủ tục kiểm tra về hoàn thuế là nó thuộc về thẩm quyền là gì, cấp cục thuế kiểm tra trực tiếp, không phải ở chi cục. Thì sau khi mà kiểm tra mà xác định tất cả những cái vấn đề để đảm bảo tránh cái trường hợp nó có các trường hợp lạm dụng ảnh hưởng đến rủi ro đó, thì đấy là tôi xin phân tích về vấn đề này. Và ngoài cái vấn đề sau khi cơ quan thuế kiểm tra xong để mà chúng ta tuân thủ tất cả các vấn đề đó ra, thì cơ quan thuế lại còn được một cấp có thể là kiểm toán nhà nước hay thanh tra chính phủ còn kiểm tra lại tất cả các hồ sơ đó để tránh các cái vấn đề liên quan đến rủi ro cho nhà nước. Đấy, thì đấy tôi cũng xin phân tích với anh chị là gì, đấy, các cái trường hợp như cái trách nhiệm của cơ quan thuế cần phải thực hiện và xử lý các cái hồ sơ này. Đấy, thì thông thường đấy, thì khi mà chúng ta bây giờ theo quy định thì nó trong khoảng khoảng 45 ngày gì đấy, 40 hay 45 ngày gì đấy là chúng ta nộp đủ hồ sơ cơ quan thuế kiểm tra sau đó thì hoàn trả. Nhưng trong thực tế để chúng ta chuẩn bị xong một cái bộ hồ sơ này nó không hề ngắn một chút nào đâu, nó mất khá là nhiều thời gian hoàn thành từ hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính, phân tích hệ thống báo cáo, mối quan hệ các cái chỉ số trên báo cáo tài chính với hệ thống kê khai thuế, phân tích bản chất tất cả các cái thông tin tài chính ở trong doanh nghiệp, trong cái tổ chức cơ quan để mà chúng ta thực hiện về cái hoàn thuế, tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan. Đấy, nó không phải chỉ có thuần túy là mỗi cái việc mà chúng ta mang cái hóa đơn đổ vào nó kê thành một bảng đấu giá, kê một bảng chúng ta thực hiện, mà nó phải phân tích tất cả những yếu tố để chúng ta xác định xem là gì, nó có thực sự hợp lý, có rủi ro gì trong vấn đề liên quan đến quá trình khi thực hiện hoàn thuế không. Đấy, thì đấy là tôi xin phân tích cái điều số 27 để anh chị có thể nắm được. Điều số 28 đó là hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Thế thì ở trong cái thông tư này nó cũng có cái phụ lục kèm theo đằng sau ấy. Cái hồ sơ thì để mà lập cái hồ sơ hoàn thuế thì nó có cái biểu mẫu sẵn ở đây rồi anh chị, và trong phần mềm hỗ trợ kê khai cũng có sẵn, thì chúng ta xác định cái quyền lợi của chúng ta để từ đó chúng ta lập lên cái tờ đề nghị hoàn. Cái tờ đề nghị hoàn thì nó đơn giản, nó chỉ có 2 trang A4 thôi, nhưng mà để giải trình được cái số hoàn ở trên cái tờ đấy thì nó rất là phức tạp, nó một loạt tất cả các cái hồ sơ đấy. Thì ở đây các cái trường hợp ví dụ như là hoàn dự án đầu tư này, thì khi mà anh chị mà hoàn cho cái giá trị gia tăng ở trong trường hợp dự án đầu tư thì nó cầm một cái rừng hồ sơ để mà anh chị cần phải chuẩn bị đấy, nó từ từng cái vấn đề là gì, giấy phép đầu tư này, giấy chứng nhận đầu tư này, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, xong tiếp theo nữa là gì, có dự án đầu tư này, có thuyết minh dự án này, phải có hồ sơ về vấn đề liên quan đến 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 xây dựng cái dự án đấy này. Đấy, thì ở đây bây giờ chúng ta cung cấp một loạt các cái hồ sơ chúng ta nhìn thấy này. Thế để làm thế nào đó đấy, ví dụ như là gì, khi hồ sơ xây dựng này, phép xây dựng này, đấy, sau đó thì thực hiện tiến độ xây dựng này, sau đó thì điều lệ này, bản sao để chứng nhận về cái vốn điều lệ, nghĩa là đã góp đủ vốn hay chưa này. Đấy, một loạt tất cả các cái điều kiện pháp lý có đã tuân thủ chưa, nếu như mà nó không đúng cái tiến độ thì chúng ta đã không thể đảm bảo được rồi. Thế rồi là về mọi vấn đề liên quan đến thông tin về tài chính này, sổ sách này, báo cáo này, báo cáo tài chính này, kê khai thuế này. Mà có một điểm hết sức lưu ý ở đây đó là gì, khi anh chị có dự án đầu tư thì trên cái biểu mẫu về kê khai thuế giá trị gia tăng anh chị cần phải kê khai biểu mẫu 02 là tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư, để từ cái vấn đề đó chúng ta theo dõi riêng, chúng ta cập nhật trên cái cơ quan, trên cái thuế đó thì trên cái số liệu để cập nhật lên trên hệ thống thuế thì hệ thống thuế mới xác định rằng là này, à vậy thì cái nguồn kê khai từ dự án đầu tư đấy thì nó phải có cái ngân sách để mà hoàn trả hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.
Thì có một cái hành vi rất là đơn giản như vậy thôi, nó có biểu mẫu quy định trong luật như thế này rồi. Nhưng vì chúng ta ít làm cho nên là anh em chị em chúng ta mới mới xảy ra cái việc là gì? Chúng ta không biết, chúng ta kê hết vào tờ khai kinh doanh. Thế là nguyên cái hành vi mà chúng ta khai sai như vậy rồi, nó đã gây khó khăn và thậm chí không hoàn được đối với thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư. Đó. Thế thì bảo dễ hay khó thì chúng ta bảo là thực tế là luật đã quy định rồi thì nó không có cái gì khó đâu. Chẳng qua là gì, chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không biết. Chúng ta không nghiên cứu thì chúng ta sẽ không biết. Rồi đến trường hợp thứ hai đó là hoàn thuế giá trị gia tăng. Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp xuất khẩu. Thì tất cả các cái trường hợp khi mà ở trong doanh nghiệp của chúng ta thực hiện cái xuất khẩu thì sẽ được hoàn. Thực ra trong các cái trường hợp được hoàn thuế như thế này, bản chất nó cũng là một cái dạng ưu đãi mà. Đó là quyền lợi của doanh nghiệp, là ưu đãi mà. Thì doanh nghiệp cần phải đủ tất cả các cái điều kiện. Đấy, thì trong trường hợp mà khi mà doanh nghiệp xuất khẩu bán hàng vào trong khu chế xuất hoặc là xuất khẩu đấy, ra bên ngoài biên giới của Việt Nam, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành để chứng minh được hàng hóa đó thực hiện xuất khẩu. Đấy, thì căn cứ vào phân tích giữa đầu ra và đầu vào thì để từ đó doanh nghiệp thực hiện bộ hồ sơ để giải trình và làm hồ sơ để hoàn cái thuế này về. Thì chúng ta cũng xác định ở trong cái phạm vi này đó là đối với hàng xuất khẩu thì tương ứng với hàng mua vào cho hàng xuất khẩu là chúng ta sẽ được hoàn về. Thế rồi tiếp nữa là gì, hoàn thuế đối với các cái chương trình dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của ODA không hoàn lại. Thì năm ngoái tôi cũng có được một cái câu hỏi, cũng có một cái doanh nghiệp được sử dụng cái nguồn vốn tài trợ ODA không hoàn lại, cũng gặp phải mười mấy tỷ. Đấy, cứ lòng vòng, rõ ràng là doanh nghiệp có đủ quyền lợi sử dụng đúng cái nguồn gốc đấy, nhưng vì cái vấn đề là xác định cái chủ thể là chính xác ông nào là được hoàn. Đấy, có vướng lùng nhùng mãi mà cuối cùng doanh nghiệp cũng phải tính ra là gì, cái đợt mà tôi thập hồ sơ nó 15 tỷ mà tổng nó rơi vào khoảng 27 tỷ quyền lợi của doanh nghiệp. Thế mà phải đi đấu tranh rất là mệt mỏi thì để mà nó xác định được rõ ra. Đấy, thì khi mà trong luật thì quy định là như vậy, nhưng mà trong thực tế nó có thể có những cái trường hợp mà gì, nó rơi vào 50-50, nó không xác định được rõ, thì chúng ta cần phải đấu tranh công văn, phải xác định được rõ, phân tích được bản chất để từ đó được hưởng cái quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đấy, thì ở trong cái trường hợp thứ ba đó là hoàn thuế giá trị gia tăng trong cái trường hợp được sử dụng cái nguồn vốn ODA cái tài trợ không hoàn lại. Đấy, và một loạt các cái trường hợp khác nữa. Thì đối với thuế giá trị gia tăng đấy, đến cái mục này đó là trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa không hoàn lại. Rồi là có các cái trường hợp tiếp theo nữa, đó là hoàn trong trường hợp được miễn trừ ngoại giao, vân vân. Vậy thì trong thực tế thì chúng ta cũng có khá nhiều các trường hợp như vậy. Thế nhưng mà chúng ta không chỉ quan tâm đến một số các cái trường hợp cụ thể liên quan đến doanh nghiệp chúng ta và có các cái giá trị rất là lớn. Để làm thế nào đó để mà anh chị hình dung được khi ở trong doanh nghiệp của anh chị nó có cái quyền lợi đó. Thì ở trong cái điều số 28 thì tôi muốn dịch lại, đối với hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những cái nội dung, một trong những cái chủ đề liên quan đến rất lớn đến quyền lợi của doanh nghiệp, anh chị cần phải nắm được để tránh trường hợp chúng ta bị bỏ sót cái quyền lợi của doanh nghiệp của chúng ta. Cái thế tiếp nữa đến đó là gì, các cái hồ sơ để hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học, ví dụ như E95 gì đấy. Thì cái này thì anh chị nào cho liên quan đến cái này thì tìm hiểu nha. Tiếp là đến điều số 32, đó là hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các cái điều ước quốc tế. Đấy, thì ở trong cái việc mà khi mà chúng ta hoạt động kinh doanh ấy, bây giờ ấy, thì nghĩa là giữa các cái đất nước, giữa các quốc gia khác nhau ấy. Đấy, thì
khi đó nó sẽ có các cái hiệp định giữa hai cái quốc gia với nhau hoặc các cái điều ước quốc tế để tránh các cái trường hợp bị tránh đánh thuế hai lần. Đấy, và trong trường hợp có thể nộp thuế ở chỗ này rồi thì sẽ không bị nộp thuế ở cái vùng đất đất nước bên kia nữa, thì nó sẽ có những cái thỏa ước như vậy. Đấy, thì khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, đặc biệt là các cái doanh nghiệp khi mà có làm việc với các cái người nước ngoài. Khi anh chị, những cái phần mà tôi đã phân tích và chia sẻ với anh chị đó là cái phần thuế liên quan đến thuế nhà thầu, có rất nhiều những cái đoạn đó mà chúng ta hiểu bị sai về cái bản chất. Có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện, bản chất là cứ phát sinh thu nhập ở đâu thì phải nộp thuế cho cái vùng đất đó để phát triển cái vùng đất. Đấy, thì từ cái đạo lý như vậy thì mà từ đó chúng ta xác định về cái nghĩa vụ thuế đối với cái người nộp thuế. Đấy, thì đấy là ở trong cái nội dung này. Còn một cái nội dung nữa đó là về vấn đề liên quan đến hồ sơ mà khi mà chúng ta thực hiện hoàn thuế trong các cái trường hợp mà khấu trừ chưa hết, chuyển sở hữu, sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Sự kiện chúng ta có hoàn thuế giá trị gia tăng là âm liên tục 12 tháng. Và cái trường hợp đấy nó không còn nữa, không còn lâu rồi. Và trong cái trường hợp mà chúng ta, cụ thể là trong các cái trường hợp mà doanh nghiệp hợp nhất, chia tách, sát nhập, phá sản mà còn cái số thuế giá trị gia tăng sau khi mà thực hiện tính toán toàn bộ tất cả cái vấn đề mà khi doanh nghiệp không còn hoạt động nữa thì chúng ta sẽ được hoàn cái thuế đấy về. Tuy nhiên rằng trong các trường hợp này cũng là một cái trường hợp rất là khó. Đấy, rất là khó để chúng ta xác định được rất kỹ, rất rõ cái vấn đề đó. Đối tượng không phải là gì, chúng ta cứ có cái thuế giá trị gia tăng ở trên đấy mà chúng ta hoàn được đâu. Bởi vì chúng ta cần phải xác định được cái nguồn hình thành ra cái thuế giá trị gia tăng đấy, nó nằm trong cái đối tượng, trong cái điều kiện có thể được hoàn hay không. Đấy, thì đấy là tôi cũng xin phân tích để anh chị có thể nắm được. Thế thì ở đây nó sẽ có một cái trường hợp như thế này. Hôm qua tôi vừa nhận được một cái thông tin. Đó là gì? Do doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến nộp thừa 1,2 tỷ. Mà khi mà tôi nộp thừa 1,2 tỷ tiền thuế giá trị gia tăng thì có được hoàn về không? Nó không nằm trong trường hợp về hoàn về thuế giá trị gia tăng trong trường hợp về dự án đầu tư không phải xuất khẩu, đúng không? Không phải nguồn vốn ODA không hoàn trả lại, viện trợ không hoàn lại, mà đây là cái trường hợp là do hoàn nộp thừa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể được làm cái vấn đề này. Chỉ có điều đó là gì, khi mà chúng ta hoàn thì chúng ta phải xác định được rất rõ cái bản chất của cái tiền đó, bản chất của cái tiền đấy từ đâu mà nó sinh ra, nguyên nhân là cái gì, và cứ đúng theo quy định của luật thì chúng ta cần phải đấu tranh để mà chúng ta thực hiện hoàn trả về. Đấy, thì không biết là bạn có ngồi ở đây không, nhưng hôm qua là bạn có gọi điện cho tôi hỏi trong cái trường hợp cũng chỉ do một cái việc sơ suất thôi, do một cái sơ suất thì dẫn đến là gì, kê khai bị sai dẫn đến nộp thừa tiền thuế. Vậy thì hỏi rằng cái tiền nộp thừa đấy thì giải quyết như thế nào? Nó có rất nhiều những cách giải quyết. Cái thứ nhất đó là gì, cái tiền nộp thuế đấy thì sẽ để được khi phát sinh cái thuế cùng cái sắc thuế đấy nó sẽ được bù trừ dần. Cái trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp nộp thừa đấy thì sẽ là hoàn bù trừ, có nghĩa là chuyển cái tiền thuế nộp thừa của sắc thuế này sang cho sắc thuế khác, ví dụ như thừa giá trị gia tăng chuyển sang thu nhập doanh nghiệp. Đấy, thì nó sẽ có một cái hồ sơ để mà thực hiện cái vấn đề đó. Thế rồi một cái trường hợp nữa là gì, chúng ta làm cái thủ tục để yêu cầu hoàn trả lại thì bị sự thật, cuối cùng vẫn là sự thật. Làm thế nào đó là cái quyền lợi, những cái sơ suất đấy là anh phải được hoàn trả lại. Đấy, thì đấy tôi cũng xin phân tích cùng với anh chị để mà đâu đó những cái trường hợp rất hy hữu xảy ra, những khi xảy ra thì anh chị có thể nắm được về cái vấn đề đó để bảo vệ, giải quyết những cái vấn đề sai sót ở trong cái doanh nghiệp, để từ đó bảo vệ được cái quyền lợi thỏa đáng cho doanh nghiệp. Thế rồi các cái thủ tục thì phải tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các cái trình tự thủ tục, phân loại hồ sơ để mà cuối cùng là gì, kiểm tra, giải quyết tất cả các cái hồ sơ về hoàn thuế. Tất cả các cái điều này thì nó liên quan đến nghiệp vụ của cơ quan thuế. Thế sau đó thì ra các cái quyết định kiểm tra, xác định được
số liệu và ra quyết định hoàn trả lại số tiền nộp vào ngân sách nhà nước, số tiền được hoàn về các cái loại thuế mà theo quy định của pháp luật hiện hành doanh nghiệp được quyền. Thì đấy là cái phần mà tôi có muốn phân tích cùng với phía anh chị về trong các cái trường hợp mà hoàn thuế. Đấy, thì chúng ta tóm lại chúng ta cũng phải xác định như thế này, đó là trong cái trường hợp nào thì chúng ta sẽ được hoàn. Và anh chị cố gắng là tìm hiểu, tại vì trong cái văn bản nó phạm vi nó rộng lắm, nó liên quan đến rất nhiều các loại thuế. Đấy, thế thì chúng ta sẽ xác định trong cụ thể đối với doanh nghiệp của chúng ta thì trong trường hợp nào là trường hợp mà chúng ta sẽ được hoàn. Đấy, mục B này, hoàn khi nộp thừa này. Đấy, thì tôi vừa phân tích cho anh chị xong. Đấy, tất cả các cái khoản tiền mà khi mà chúng ta nộp thừa do sơ suất, do tính nhầm, tính sai dẫn đến là gì, chúng ta bị nộp thừa thì chúng ta sẽ được quyền để yêu cầu cơ quan quản lý thuế kiểm tra, xác định theo các cái trình tự thủ tục để từ đó thực hiện về cái vấn đề là hoàn trả lại cái số tiền đó cho người nộp thuế. Đấy, vậy thì tóm lại trong thực tế của doanh nghiệp thì nó sẽ cũng có một số các cái loại thuế được hoàn nhiều nhất, đó là gì, xảy ra nhiều nhất giá trị gia tăng, gọi tiêu thụ đặc biệt, gọi thế rồi là thu nhập cá nhân, thế rồi là các cái loại thuế mà khi mà chúng ta kê khai tính thuế nộp thuế do không biết dẫn đến bị nộp thừa. Đấy, có một cái trường hợp mà cách đây khoảng 2 năm 3 năm gì đấy, tôi cũng hỗ trợ một cái doanh nghiệp. Thế thì chủ doanh nghiệp chỉ có xác định mỗi cái vấn đề đó là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp thì họ nằm trong cái vùng kinh tế đặc biệt khó khăn ở Bắc Cạn, Cao Bằng ấy. Thì vì cái quyền lợi của họ có được nhưng mà họ lại không biết. Thế là họ mới kê khai theo thuế suất 20% họ nộp. Họ nộp thừa và doanh nghiệp làm ăn rất là tốt, họ thừa nộp thừa nộp thừa rất nhiều tỷ đồng. Thế sau khi mà gì? Họ sử dụng cái phần mềm ở ACMN thì tôi vào tôi đọc phân tích báo cáo tài chính thì tôi mới phát hiện là à vậy thì do doanh nghiệp anh chị đã tính không đúng. Thì tôi mới tư vấn để cho doanh nghiệp điều chỉnh lại. Thì lập tức lúc đó nó thừa ra rất nhiều tỷ đồng. Đấy, thì rất nhiều tỷ đồng đó thì giải pháp của doanh nghiệp lúc này nó sẽ có hai cái. Một là thôi sẽ để cái số đấy trừ cho các năm sau đấy. Thì muốn thế thì nó phải làm rất nhiều các cái thủ tục từ điều chỉnh, kê khai, công văn, giải trình, phân tích, kiểm tra. Đấy, nó xác nhận với cơ quan thuế là doanh nghiệp tự phát hiện, kiểm tra và xác định ra này. Và làm luôn một cái đối chiếu xác nhận với ngân sách nhà nước là tôi đã nộp thừa gần này tiền. Đấy, sau đó thì cơ quan thuế họ xuống họ kiểm tra, họ thấy ừ điều đấy đúng. Thế sau đó là gì? Vậy thì cái tiền đó sẽ được bù trừ cho các cái năm về sau, hoặc là kiểm tra quyết toán xong thừa làm thủ tục yêu cầu hoàn trả lại. Đấy, thế thì hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại kết thúc ở cái phần chương số 5 này. Đó. Buổi sau tôi sẽ chia sẻ với anh chị các cái phần còn lại. Đấy. Thì để từ đó chúng ta mới nắm được toàn bộ các cái quy định. Đó. Thì chúng ta nói là gì? Cái chương số 3 là về kê khai tính thuế nộp thuế. Chương số 4 là chúng ta nói về vấn đề liên quan đến các cái trường hợp mà chúng ta khai sai tính mà bị phạt chậm nộp. Đấy. Và cái chương số 5 là nói về cái trường hợp mà chúng ta được hoàn thuế. Đúng không? Đấy thì những cái nội dung, những cái chương này là những cái chương rất quan trọng đối với người nộp thuế, đối với chúng ta cần phải nắm được. Ít nhất là chúng ta nắm được tinh thần, quyền lợi, nghĩa vụ của chúng ta trước cơ quan thuế, trước pháp luật. Đấy, thì tôi sẽ xin dừng cái nội dung của buổi chia sẻ ngày hôm nay ở đây. Chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Đấy, thì trong cái phạm vi của ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ nói với anh chị hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là gì? Sai thì chúng ta sẽ bị phạt. Chậm thì chúng ta sẽ phải nộp tiền chậm. Quyền lợi của chúng ta nếu được hoàn thì chúng ta cần phải nắm được rõ. Đặc biệt đó là hoàn thuế giá trị gia tăng. Và các cái trường hợp khi mà chúng ta nộp sai
tính sai mà nếu phát sinh tiền thuế chậm nộp, chưa nộp thì chúng ta bị phải nộp và chúng ta nộp cái tiền chậm nộp. Thế còn khi mà chúng ta xác định tiền thuế chúng ta nộp thừa thì chúng ta có thể được yêu cầu bù trừ cho các kỳ tiếp theo hoặc là bù trừ do giữa các cái sắc thuế. Đấy, hoặc là chúng ta yêu cầu hoàn trả lại cho người nộp thuế. Thì trong cái phạm vi của cái nội dung này, chia sẻ trên tinh thần của quy định của văn bản pháp luật, thì tôi cũng chỉ phân tích để chúng ta nắm được cái khái quát chung, cái quyền lợi của doanh nghiệp. Thế còn vào chi tiết của từng doanh nghiệp thì anh chị cần phải tra, tìm hiểu, tính toán số liệu rất chi tiết, để từ đó chúng ta mới có được con số, mới xác định được trọng yếu của doanh nghiệp của mình. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh chị đã lắng nghe, và chúng tôi sẽ cập nhật các cái văn bản pháp luật, đọc và phân tích cập nhật văn bản pháp luật hàng tuần vào thứ bảy hàng tuần từ 9 giờ cho đến 10 giờ. Và sau đó thì chúng tôi sẽ cập nhật lên trang kênh YouTube ACMN Nghề Kế Toán Chuyên Nghiệp. Anh chị hãy vào đó đăng ký. Nếu như anh chị nào mà không nghe được trực tiếp các cái buổi như thế này thì anh chị hãy nghe lại ở trên kênh YouTube của chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào thứ bảy tuần sau. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.